Mạnh Thắng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Sau một tuần thì chúng ta lại dành thời gian để gặp nhau trong chương trình Ai Đến Hôm Nay. Một tuần vừa rồi thì không biết là các bạn có điều gì mới không, chứ còn chương trình thì luôn có những điều mới mẻ đến bên cho các bạn. Và điều mới mẻ ngày hôm nay sẽ đến từ vị khách mời của chúng ta, một vị khách mời rất thú vị. Vậy thì hãy cùng xem hôm nay ai đến. Đi đâu? Cướp vũ khí. Ai chói? Em bảo vợ em. Vợ em chói. Phải bị kỷ luật nặng. Bị kỷ luật là đúng rồi. Chú Thắng này, nếu vì chú sinh con, bảo vợ chú bế con lên gặp bác. Bác đặt tên con cho. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng chào đón đến với chương trình ngày hôm nay. Đó là một gương mặt rất trẻ, rất tài năng. Chào đón đến với chương trình diễn viên Quốc Toàn. Dạ. Xin chào MC Mạnh Thắng ạ. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Một chàng trai ngoan, có vẻ hiền đấy. Ngoài đời em có hiền không? Thì em dữ dội thường thường với công việc thôi. Chứ còn ngoài đời? Ngoài đời thì mình cứ hiền lành bình thường thôi. Thường thì đấy là một tâm lý chung của những người đã từng lập gia đình em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi liên quan đến công việc của em nhé. Dạ vâng ạ. Với Quốc Toàn thì mọi người cũng đã biết đến em qua một số những cái dự án phim truyền hình. Nhưng lại đặc biệt chú ý đến em ở những bộ phim điện ảnh. À, đây có phải là một cái hướng đi mới của em không? Thực ra thì với em nghĩ thì được diễn là sướng rồi. Tại vì em rất là đam mê diễn xuất ấy. Đấy thì đến với điện ảnh là em nghĩ đấy là cái duyên. Cái ngày đầu tiên mà bắt đầu theo về nghiệp diễn xuất ấy, thì em đã có được trúng một vai trong phim điện ảnh. Đó, và từ đấy thì cái duyên nó cứ đến thôi. Tất nhiên là cũng có những cái dự án phim truyền hình và sitcom chiếu trên VTV. Nhưng mà lại không gây ấn tượng bằng cái mà mình đi theo điện ảnh. Và sau những cái phim đấy thì các đạo diễn và các nhà sản xuất khác thì biết đến mình nhiều hơn với cương vị là đóng phim điện ảnh. Rõ ràng là phim điện ảnh nó là một cái lương duyên của mình đúng không? Dạ vâng. Anh rất là muốn em kể một chút về cái vai diễn đầu tiên của em ấy. Là từ năm 2014, tức là lần đầu tiên em tham gia về diễn xuất thì em cũng chưa học qua trường lớp gì. Thì em có được bên nhà sản xuất mời đến để thử vai. Và không hiểu sao thì mình đã trúng ngay được một cái vai cận vệ. Đó là cận vệ chính của Bác Hồ. Đã vượt qua rất nhiều các anh chị trong các trường nghệ thuật chính quy. Đó thì đấy là cái duyên đầu tiên đó để em đến với điện ảnh. Và trong cái quá trình đi theo Bác Hồ đấy thì nhân vật này lại nhớ vợ con quá. Thế là trốn về với vợ con. Thì sau đấy lên thì bị Bác Hồ và anh đội trưởng của đội cận vệ khiển trách. Cái thời gian đấy thì đúng là một thời gian là ý nghĩa với em. Tại vì lần đầu tiên em từ ở dưới quê lên Hà Nội mà lại được đi theo một đoàn phim lớn như thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về một cái dự án mới đi. Dạ vâng. Đó là anh biết thì em cũng chuẩn bị cùng với các đồng nghiệp của mình ra mắt bộ phim là Thành Phố Ngủ Gật. Dạ vâng. Một cái tên nghe rất là lạ. Lạ. Em giới thiệu một chút về bộ phim này cũng như là vai diễn của em trong phim đi. Cái bộ phim này là nó cũng được gọi như là cái duyên của em đến với điện ảnh. Và đây là vai chính đầu tiên của em. Thì trong cái thời gian mà em đang học năm cuối về diễn xuất thì em được một người anh là nhờ tìm trong trường mà chỗ em đang học một vài bạn có gương mặt lạ, chưa lên hình nhiều. Đấy, và sau khi em giới thiệu một vài bạn rồi thì em cảm thấy cái tiêu chí của đạo diễn với cái nhân vật này khá giống với mình. Và em đã tự đề xuất là tại sao em thử. Anh không cho em thử vai đấy. Đó. Thì sau khi thử vai thì đạo diễn không chọn mình và không chọn bất kỳ một ai hết. Nhưng mà mình cũng có một chút gì đấy là có nét tương đồng với lại cái nhân vai diễn đấy, phim. Nhân vật. Thì đạo diễn mới thử sức thêm. Và sau nửa năm, 7 vòng thử thì đạo diễn đã gật đầu. Wow, nửa năm? Nửa năm. Wow.
rõ ràng là không có một con đường nào mà trải đầy hoa hồng cả, đúng không? Dạ vâng. Đầy gai, và cuối cùng thì em cũng đã vượt qua và được chọn làm diễn viên chính của bộ phim Thành phố ngủ gật. Dạ vâng. Phim này sẽ nói về điều gì? Nghe tên nó khá thú vị đấy. Bộ phim này là một bộ phim thuần Việt, là chưa xuất hiện ở bất kỳ một bộ phim nào trên thế giới, và câu chuyện nó là câu chuyện của Việt Nam. Đó, những chiếc lồng gà của Việt Nam. Phim đấy thì mang ra châu Âu, thì mang ra thế giới rồi, và bên đấy người ta cũng rất là thích, tại vì câu chuyện rất là mới. Và cách làm của anh Lương Đình Dũng cũng là một cách làm hay, để cho các nhân vật thẩm thấu được nhân vật và không còn cảm giác diễn nữa. Diễn như không diễn. Đó mới là thành công của người diễn viên, đúng không? Ngoài cái gia tài là những bộ phim điện ảnh nhá, thì gần đây mọi người biết đến em với một cái thể loại nghe nó cũng lạ, không khác gì cái tên phim lúc nãy cả. Đó chính là kịch phim, đúng không? Mọi người thường biết kịch là kịch, phim là phim. Nhưng kịch phim là gì? Và em đến với cái thể loại này như thế nào? Bởi vì nghe cái thể loại này nghe khá lạ đấy. Thực ra kịch phim Đêm Máu là em tự nghĩ ra. Cái kịch phim này chỉ đơn giản là em thỏa mãn cái đam mê diễn xuất của em thôi. Và em kết hợp nó lại. Tại sao mình không kết hợp lại một cái mà mình vừa diễn được mà mình vừa kết hợp với nhiều góc máy? Ví dụ như kịch mình chỉ diễn trên sân khấu, đúng không? Đó, chỉ một sân khấu thôi. Và phim mình thay đổi bối cảnh liên tục, và góc máy cũng thay đổi liên tục. Còn kịch thì không có. Thì tại sao mình không kết hợp hai cái này lại với nhau để thỏa mãn mình diễn, và mình sáng tạo luôn những cái mình thích về nghệ thuật, thì em đã kết hợp lại với nhau để em thỏa mãn cái niềm đam mê diễn xuất của mình. Tức là mình tạm coi là kịch phim là một cái thể loại do mình tự nghĩ ra. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi một chương trình chúng ta luôn có những thử thách rất thú vị dành cho những vị khách mời. Và ngày hôm nay dành cho khách mời của chúng ta, diễn viên trẻ Quốc Toàn. Trò chơi của chúng ta đơn giản lắm. Chương trình sẽ đưa ra một vài cái hình ảnh để em có thể đoán, và em phải đoán tên xem là cái hình ảnh đó nói về tên của tỉnh thành nào của nước ta. Bắt đầu nhá, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok. Tỉnh nào đây? Khá đơn giản đấy. Bình Dương ạ. Chính xác, Bình Dương. Cái này dễ quá, ai cũng đoán được đúng không ạ? Đây là đâu? 5. Sóc Trăng. Sai. À không. 4. Đây là cái gì đấy ạ? 3. Lập Biên. 2. 1. Anh ghi nhận đáp án Sóc Trăng, nhưng đây là Điện Biên. Đúng không? À. Đây chỉ là điện tích, biên bản nó là Điện Biên mà. Em nhìn cái này giống cái mắt quá. Không biết là ai vẽ cái này đây. Rồi. Cái này thì khá là dễ đây. Đây là đâu, tỉnh gì? Đồng Tháp chính xác. Trung Đồng. Đúng rồi. Đây Trung Đồng. Ok. Anh không đoán được cái này, em đoán được, em khá giỏi đấy. Đây. Cái này là vũ trụ này. Cái này là gì? Một cách gọi khác của vũ trụ. Một cách khác của vũ trụ, tức là... Thiên Hà. Hà Nội à? Sai, Hà Nam, Hà trời Nam, ơi! Xong, em đã bị sai rồi. Ok. Bạn Nam đúng không? Bạn Nam, rồi. Bạn Nam. Đằng nào bị phạt rồi nhá, thì mình vẫn cứ xem. Thì bây giờ chắc em phải rút kinh nghiệm, tức là mình phải nói lên, đúng không? Mình phải đúng rồi, mình phải nói lên. Đúng. Cái này quá đơn giản rồi, không thể không biết được. Một khu vực ở phía Nam, giáp với gần với Thành phố Hồ Chí Minh. Long An. Chính xác, Long An. Rồng Long An. Đấy, em nói lên thì em mới đoán được đấy, chứ mình suy nghĩ thì mình không đoán được. Con Sóc. Ông Mặt Trời à? Đây Mặt Trăng. À, em lại tưởng ông Mặt Trời khuyết. À, Mặt Trăng thì dễ quá. Mặt Trăng. Không thể sai được. Rồi. Đây thì quá là đơn giản rồi. Gợi ý từ lúc nãy. Sơn. Cái này là Sơn rồi này. Đúng rồi. Sơn đây là hét vào mặt nhau. Đúng rồi. Một tỉnh ở phía Bắc. Sơn La. Ok, tuyệt vời. Hét vào mặt nhau ở đây. Và bây giờ từ khóa hình ảnh cuối cùng. Đây là cái ao à? Đây là thuyền. Tỉnh đây là cái ao. Không, đây không phải là cái ao. Nhỏ hơn cái ao là cái gì? Cái hồ. Không phải hồ, nhỏ hơn hồ. Nó chỉ là một cái thứ mà có thể... Mưa xuống nó rơi. Vũng Tàu. Yes! Vũng Tàu, ok. Vũng Tàu. Rồi, Vũng Tàu, chính xác. Nhưng mà theo quy định của chương trình thì em chỉ được phép sai một. Sai lần thứ hai là bị phạt. Bây giờ ở trên này thì đấy. Anh đã chuẩn bị cho em một số những phần quà để chào đón diễn viên trẻ tài năng của chúng ta, diễn viên Quốc Toàn. Ở đây có kẹo và hai loại bánh. Dạ thì vâng. Em thích ăn gì thì mình có thể lựa chọn, mình ăn thoải mái. Đó. Em thích ngọt ngào ấy. Ngọt ngào, ok. Dạ vâng. Thì em xin ăn cái bánh. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Bởi vì trong bánh nó không có chỉ có bánh đâu. Nào. Trong đây nó có gì? Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây em ạ. Đây chính là một cái món ăn rất là mới mà chương trình đã mang đến cho khách mời của chương trình. Với sự vào bếp của đầu bếp Chiên Xù, đó chính là bánh quế
mix với cả tương ớt chinsu. Rồi, ok. Món rất là đặc biệt và hấp dẫn ạ. Anh nghĩ là với những người thích ăn cay thậm chí nó mang đến một cái vị tương đối lạ thôi. Đúng rồi. Như anh là anh thích. Vâng. Nhưng mà chương trình bởi vì là số lượng bánh có hạn còn cho chương trình sau là anh không được ăn. Em nghĩ là anh thích thì anh cũng nên thử. À không, quy định của chương trình là như vậy. Ở MC dù muốn cũng được ăn. Bây giờ thì quay trở lại với các cái dự án của em nhé. Dạ vâng. Kịch phim là một thể loại rất mới, cực kỳ mới luôn. Và chắc chắn là khi mà đưa ra thì nó cũng sẽ có những cái ý kiến khen và chê khác nhau. Và tương lai thì em sẽ định phát triển bộ môn này như thế nào? Thực sự thì đây cũng là một cái để thỏa mãn niềm đam mê diễn xuất của em thôi. Còn làm tiếp hay không thì chắc là cũng sẽ làm thôi. Nhưng mà em cũng đang ấp ủ một vài dự án nữa. Tức là dự án về thuần về phim. Cái hướng đi của em là cũng muốn làm tự sản xuất phim và tự đóng luôn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thử thách thứ hai dành cho vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Tôi thì không có ý định rủ bạn Toàn đánh bài, mà bộ bài này sẽ thuộc về bạn ấy. Em sẽ lựa chọn 3 lá bài ngẫu nhiên. Trong này thì chúng ta sẽ có 3 lá bài. Việc của em là sẽ lần lượt lật mở từng lá bài một. Nó sẽ có 2 phần. Một là nói, hai là hành động. Bây giờ, với lá bài đầu tiên thì em sẽ chọn nói hay là hành động? Em chọn nói ạ. Nói, ok, mời em. Với cái chương trình này, với những lá bài này thì úm nó không ăn thua. Rồi, xin mời em lật lên. May không chọn hành động ấy. À thế à? Hành động của cái này là gì? Hành động là tự cho chân lên mọi người ạ. Rồi ok, vậy thì trả lời sẽ là câu hỏi nào nào? Câu này cũng sốc rồi nha. Ôi giời, anh bảo rồi. Cái này chương trình gài căng quá. Chương trình gài căng quá. Trong chuyện ấy, bạn thuộc team nhẹ nhàng hay bốc lửa? Yes, hay quá. Mình là tuyếp nhẹ nhàng hay là tuyếp hành động nào? Em nghĩ là nó tùy. Em không phải em nghĩ mà em phải nói là bản thân em là con người như thế nào. Em nghĩ là bốc lửa đấy ạ. Bốc lửa. Bốc lửa. Ok. Đó là chuyện quá bình thường đúng không? Được. Rồi, chỉ cần qua là mình lựa chọn cái phương án nào thôi. Rồi, sau câu này toát hết mồ hôi. Tiếp theo. Trả lời hay hành động? Em nghĩ là đang thừa thắng xông lên ấy, mình chọn nói tiếp đi ạ. Trả lời tiếp à? Cái phần hành động nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Ok, xin mời em. Trong chuyện ấy, bạn tự chấm điểm mình bao nhiêu trong thang điểm 10? Ok, tự chấm điểm cho em điểm số mấy? Nhưng mà tùy từng lúc anh ạ. Ví dụ có những... Trung bình. Tính bình quân đấy, tính bình quân theo tuần đấy. Theo tuần. 7 đến 8. Wow, 7 đến 8 à? Xuất sắc đấy. 7,45 điểm là được coi làm hàng gọi là cao thủ. Em 7 đến 8 là chứng tỏ là em xuất sắc đấy. Thôi được rồi, không sao cả. Có gì mình cứ nói thế nào. Bây giờ đến cái lá cuối cùng. Lần này em sẽ không uống mà la mà em nhờ anh đọc hộ em. À đây ok, anh sẽ đọc cho em. Rồi. Câu hỏi của em là bạn đã đá bao nhiêu người? Đá tức là sao? Bỏ như kiểu bỏ theo kiểu phũ phàng nhá. Không phải là chia tay trong êm thấm đâu nhá. Em đã chủ động bỏ bao nhiêu người rồi? Chắc là 2 lần. Hai lần hả? Do không hợp nhiều cái. Nhiều lý do. Thì mình nghĩ là không nên tiến tới nữa. Thì dừng lại sẽ tốt cho cả hai người. Và mình người ta còn níu kéo thì mình cũng thôi. Okay. Thì nó sẽ tốt cho cả hai hơn. Đó. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là chọn màu hashtag. Ở chọn màu hashtag thì anh sẽ mời em chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9. Con số em thích đấy là con số 5. Con số 1. Con số 8. 1, 5 và 8, ok. Dạ vâng. Số 1 của chúng ta là một hashtag màu trắng. Từ khóa của chúng ta là những chú voi được nghỉ ngơi. Chúng ta đều biết là ở Tây Nguyên ấy, thì có một cái dịch vụ đó là mọi người có thể là trả tiền để cưỡi trên những cái chú voi để đi du lịch. Đó là để đi tham quan cảnh ở khu vực đó. Tuy nhiên là dịch vụ này thì đã khiến cho những cái chú voi ở Tây Nguyên thì bị vắt kiệt sức, dẫn đến ốm yếu rồi chết đi. Tỉnh Đắk Lắk thì cũng đã đưa ra đề xuất là bỏ dịch vụ cưỡi voi mà chuyển sang đó là dịch vụ ngắm voi. Từ đó thì các chú voi sẽ được quay trở về với rừng xanh và được chăm sóc tốt hơn. Hãy chia sẻ một chút về cái suy nghĩ của em liên quan đến từ khóa này. Chủ trương của nhà nước và tỉnh Đắk Lắk thì như thế em nghĩ rất là tốt. Nếu như ví dụ 10 năm, 20 năm nữa mà cứ mang những chú voi này để kiếm tiền bằng cách là vắt kiệt sức lao động như vậy thì em nghĩ là trong một thời gian rất là ngắn nữa thì sẽ bị tuyệt chủng. Và cái chủ trương này rất là tốt. Anh nghĩ là tất cả mọi người đều ủng hộ cái chủ trương này đúng không? Ok, rồi chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa ở hashtag thứ 2. Con số thứ 2 em chọn là số 5 đúng không? Một cái hashtag màu đen có từ khóa là bạo hành trẻ em.
Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới thì bạo hành trẻ em là tất cả những hành vi đối xử tệ bạc với trẻ em cả về thể chất cũng như là tinh thần, dẫn đến những cái mối nguy hiểm tiềm tàng hay là hiện hữu với trẻ. Và tình trạng bạo hành trẻ em vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ, đặc biệt ở các trường mầm non, ở ngoài đường, thậm chí là ở trong gia đình của các em. Quan điểm của em về cái bạo hành trẻ em, bởi vì em cũng là một người bố, cũng là một người có trẻ nhỏ ở trong nhà rồi. Quan điểm của em như thế nào? Cái vấn đề này thì em nghĩ là khá là nhức nhối đấy. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là cách nuôi dạy con bị sai. Sau này các con cũng sẽ sai và sẽ đấy, những cái gì đến sẽ đến thôi, nhân quả hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số cuối cùng là số 8 đúng không? Dạ vâng. Ok. Số 8 của chúng ta là một hashtag màu cam, tức là nó đang có những ý kiến trái chiều nhau về vấn đề này. Từ khóa của chúng ta là 8 tỷ người. Một con số mới nhất về dân số thế giới hiện nay đã đạt 8 tỷ người. Đây là một niềm vui của toàn thế giới, nhưng mà thực sự nó cũng mở ra rất nhiều thách thức liên quan đến điều kiện sống, kinh tế, y tế, giáo dục. Vậy thì với cá nhân em nghĩ như thế nào? Lên con số 8 tỷ là một con số khủng khiếp đúng không? Càng nhiều người như thế thì nhu cầu càng tăng lên. Nhu cầu quần áo, nhu cầu ăn uống đúng không? Tất cả mọi nhu cầu tăng lên thì nó dẫn đến cái gì? Rất nhiều nhà máy công nghiệp bắt đầu nhiều lên và từ đấy chất thải thải ra môi trường rất là nhiều. Thì nếu chúng ta biết sắp xếp hơn, nếu chúng ta nhận thức tốt hơn để mỗi gia đình, em nghĩ là hai con là tốt rồi. Và cái trường hợp mà sinh con trai con gái thì cũng là một vấn đề khá là nhức nhối nha. Mọi người cứ nghĩ là phải sinh con trai, nhưng thực ra thì với em nghĩ thì con nào cũng là con. Khi mà một người được sinh ra thì không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình nhà họ, mà nó còn là câu chuyện của toàn xã hội và xa hơn, đó là của toàn thế giới. Tất cả những điều mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau thì nó đều là những cái hiện thực mà chúng ta đang phải đối mặt, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta đã khép lại một phần 3 của Ai Đến Hôm Nay. Bây giờ sẽ là phần cuối cùng. Xin mời quý vị cùng đến với Góc Review. Ở Góc Review thì anh sẽ cho em thêm 3 lựa chọn. Một là về âm nhạc, hai là về điện ảnh, ba là về chuyện hoặc là sách. Thì em sẽ muốn nói về chủ đề nào? Em nghĩ thì mình đang theo điện ảnh thì mình nên nói nhiều về điện ảnh một chút. Được, nói về điện ảnh. Vậy thì anh rất muốn biết tên của một bộ phim em cảm thấy ấn tượng nhất từ trước đến nay với đánh giá của cá nhân em. Em xem phim ấy thì phải nói đến phim Sắc Ướp Nước Hoa. Phim nói về một sự bất hạnh của một con người. Sinh ra đã bất hạnh rồi. Khi cậu ấy sinh ra ấy, thì cậu ấy ngửi được tất cả các mùi. Tức là mũi cậu ta rất là thính. Và sau khi cậu ấy gặp một cô gái thì cậu ấy đã bắt đầu chuyển sang là mùi cơ thể cô gái này rất là hấp dẫn với cậu ta. Sau đấy thì cậu ấy đi theo cô gái này và vô tình là cậu ấy giết cô gái này. Cậu ta không bị cuốn bởi cái xác thịt của cô gái mà bị cuốn bởi cái mùi cơ thể của một cô gái tuổi vị thành niên ấy, tuổi mới lớn ấy. Đó. Thì sau đấy cậu ta đam mê cái gì ạ? Đam mê làm một loại nước hoa không phải từ cây mà từ mùi cơ thể người. Và cậu ta gây án với những mùi cơ thể của những cô gái đó. Và câu chuyện này, những cái đại cảnh rất là hoành tráng ấy, và em không nghĩ người ta quá là kinh khủng luôn ấy. Làm được bộ phim như thế quá kinh khủng và rất là hay. Anh sẽ xem bộ phim này sau khi mà nghe em giới thiệu. Dạ. Ok. Cảm ơn Quốc Toàn. Có lẽ là hôm nay thì anh em mình cũng đã có một cái quãng thời gian để trò chuyện với nhau một cách rất là thoải mái và cởi mở về công việc, về những cái dự định trong tương lai của em. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.